Miss Universe nữa lại qua đi. Có thể thấy, năm 2020 là một năm khó nhằn đối với Khánh Vân, bởi cô đã phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ tầm cỡ. Tuy nhiên, Khánh Vân đã thực sự khiến dân tỉnh tự hào mỗi khi cô xuất hiện tại Miss Universe 2020. Dù chỉ dừng chân ở top 21 của Miss Universe, nhưng Hoa hậu Khánh Vân đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp ở trong mắt khán giả. Ngay sau khi cuộc thi Miss Universe 2020 kết thúc, thì mọi sự thắc mắc của khán giả đặt ra là sau Khánh Vân, ai sẽ là người tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhà sắc đắt giá nhất nhì hành tinh này? Thì theo cập nhật mới nhất, Kim Duyên sẽ là nàng hậu tiếp theo của Việt Nam dự thi ở Miss Universe 2021. Dự kiến thì Kim Duyên sẽ tham dự đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất nhì hành tinh này vào tháng 12 năm nay tại Costa Rica. Chưa bàn đến kỹ năng trình diễn, thì công chúng giờ đây đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu học vấn và trình độ tiếng Anh của người đẹp gốc miền Tây có đủ sức phục thù cho đàn chị để giúp nước nhà lọt top sâu hơn hay không? Theo thông tin mà blog giải trí tìm hiểu được, biết Kim Duyên sinh năm 1996 tại Cần Thơ, cô cao 1m73 và có số đo 3 vòng 90-60-85. Ngoài danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, Kim Duyên từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và có thành tích ấn tượng như top 10 Hoa khôi áo dài Việt Nam năm 2014, Hoa khôi sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ năm 2016, top 30 Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Kim Duyên từng là sinh viên ngành tài chính, ngân hàng, trường Đại học Nam Cần Thơ. Thời còn là sinh viên, thì cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp và từng có một số thành tích nhất định, trong đó có giải hoa khôi của ngôi trường mà cô đang theo học. Đang trên đà phát triển sự nghiệp người mẫu, người đẹp Tây Đô quyết định gác lại tất cả và quyết định đi du học ở Singapore. Vì muốn trau dồi vốn ngoại ngữ, cô chọn theo học tiếng Anh tại trường Đại học John Cook trước khi chuyển sang chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Stanford Raffles. Tuy nhiên, ít ai biết, hành trình đi du học của người đẹp thì gặp không ít khó khăn. Gia đình của cô đã phải bán một mảnh đất giá là 200 triệu đồng để cho cô có cơ hội ra nước ngoài học tập. Do vậy, số tiền này không đủ để cô trang trải, thế nên ở Singapore, Kim Duyên phải đi làm thêm rất là nhiều. Cô cố gắng cân bằng tài chính và việc học ở trường để không bỏ công gần 2 năm trời ở xứ người. Trong thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài, Kim Duyên còn gửi tiền về phụ giúp gia đình ở Việt Nam và tìm cách cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Sau thời gian nỗ lực, cô tốt nghiệp và trở về nước để chuẩn bị tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Sau đó thì đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1. Vì đã có gần 2 năm sinh sống ở nước ngoài và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hàng ngày, thế nên nhiều người cũng kỳ vọng khả năng ngoại ngữ của Kim Duyên sẽ được cải thiện ít nhiều. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô cũng từng chứng tỏ thực lực của mình khi tự tin giới thiệu bản thân bằng Anh ngữ. Tuy nhiên thì điểm yếu của Kim Duyên là nhấn nhá và phát âm vẫn còn chưa tròn vành rõ chữ, chuẩn xác, từ đó khiến âm điệu trong giọng nói của cô không đủ sức hút, một số từ còn khó nghe. Ngoài ra thì đoạn giới thiệu sử dụng vốn từ vựng khá là hạn hẹp, chưa đủ phong phú để người khác đánh giá khả năng thành thạo ngoại ngữ của cô nàng. Thế nhưng đó là câu chuyện của Kim Duyên 2 năm về trước. Đến thời điểm hiện tại, khán giả hy vọng những điều trên sẽ được cải thiện và Kim Duyên sẽ có vốn tiếng Anh khá hơn, đủ để giao tiếp với ban giám khảo và các thí sinh khác ở Miss Universe 2021. Cũng mới đây thì cộng đồng mạng vô cùng xôn xao khi những gương mặt đầu tiên tham dự Miss Universe 2020 đã chính thức được hé lộ. Theo đó, ngoài Kim Duyên đại diện của Việt Nam, thì những đối thủ khác như Candice Dautour của Bỉ, cựu hoa hậu Pháp năm 2020 Clemence Bottino, Anna Jaromin của Ba Lan và Lajab Nakuyova của Cộng hòa Kazakhstan cũng đã lộ diện. Đây đều là những cô gái sở hữu nhan sắc và body cực phẩm. Xem ra mùa thi này hơi căng với Kim Duyên rồi đấy. Đáng chú ý hơn cả, dù chưa chinh chiến, nhưng khi một diễn đàn đăng ảnh Kim Duyên nhà hàng, fan quốc tế đã đánh giá khá cao đại diện của Việt Nam. Cô nàng cũng liên tục xuất hiện trên các trang sắc đẹp quốc tế có tên tuổi. Với việc sở hữu nét đẹp khỏe khoắn đúng gu quốc tế, thì Kim Duyên đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện và phục thù thành công cho Khánh Vân tại Miss Universe 2021 sắp tới này. Các bình luận của fan quốc tế thì đa phần đều khen ngợi nhan sắc của cô nàng và hứa sẽ ủng hộ nàng hậu tại Miss Universe 2021. Cô ấy xinh quá, nhưng cô ấy giống Miss Thái Lan Amanda Ghe, rất giống Amanda từ Thái Lan với kiểu makeup này. Cô ấy nhìn đẹp quá, ủng hộ từ Campuchia. Với gương mặt đẹp, body chuẩn chỉnh và khả năng tiếng Anh đang ngày một cải thiện, netizen đang rất mong chờ Kim Duyên sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2021. Đừng quên theo dõi blog giải trí mỗi ngày để cập nhật những tin tức về giải trí mới nhất, cũng như những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc thi nhan sắc Miss Universe 2021 bạn nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.